Đây chào các bạn nhé, hiện tại đang có mặt ở chợ chim đây. Chợ chim hôm nay khá là đông, rất đông anh em. Hôm nay là ngày nghỉ 1 tháng 5, rất đông anh em đến chợ chơi chợ chim này. Đấy. Bên này bán lồng bán chim, hôm nay nhiều anh em đã chơi phết đấy. Khá nhiều anh em chơi chim ngày hôm nay, đông lắm. Bán cái này à? Vâng. Chiến Bục Tinh với 900. Ờ, 900, chào bà. 9 lít. Cho quay không nhá? Quay mất chim. Ây dạ, mất chim. Sợ bay vào đây à? Sợ nó bay vào máy quay. Nó bay máy quay à? Hôm qua có đi uống ở đâu không? Ở nhà đâu được. Tiếp ở nhà mấy chất. Hay. Cám nhiều. Còn hạ mi nữa. Cứ để đấy tí có gì vui vẻ để đấy luôn, không cần phải lên ra nữa. 900 con này đấy. Anh em thuận vui vẻ ăn nhỉ. Con này cũng bao lần. Để anh Vân thì giá chợ chiều ấy. Chợ chiều quý khóa. Mấy ông được công nghệ cùi thật. Mà cùi à? Chắc là ông này cắt tỉa đi. Đấy. Hôm nay chợ chim ngày hôm nay rất là đông. Anh em đến chơi khá là đông rồi. Đấy, bên kia cũng hôm nay tự nhiên hôm nay là đông hơn mọi hôm đấy. Lồng chim, các loại phụ kiện bên này bán này. Đại ca hôm nào bán con thuyền chưa? Bán rồi. Bán à? 1,8 triệu? 1,8 triệu à? Ờ. Mấy là ngon rồi. Chà mào nhé. Chợ thì này nhiều chà mào lắm. Hôm nay đại ca này có mấy cái lồng gỗ mốc. Lồng sừng trâu, nhưng mà hôm nay đại ca này không bán lồng sừng trâu. Có hả? Không bay ra. Hôm nay chỉ có mang mấy cái lồng gỗ mốc này ra thôi. Đấy, lồng đại ca làm lồng đẹp phết đấy. Cú này đúng rồi, gỗ mốc ấy nhờ. Gỗ mốc. Lồng là lồng chà mào nhờ. Bây giờ mỗi lồng là bao tiền hả à, đại ca? Cái thì 400, cái thì 200, à 300, cái thì 500. À. Cái thì 600, cái 200, lồng sừng trâu thì không mang ra. Ôi. Bạc. Đấy. Đây. Trên này thì một số những con chà mào này. Trời ơi, nhiều chà mào lắm. À, lên ngó bên trên này nào. Trên này cũng khá nhiều chà mào này anh em này. Đấy. Chim chà mào. Chợ này rất nhiều chà mào. Chà mào. Bày rùa đá. Đấy. Tiểu mi. Đây bán hoa lan này. Lại lan. Mẹ răng chụp trên bấy hoa mi mà chạy rồi. To lắm. Toàn lồng chim đẹp anh Văn nhỉ? Đây, đây bán toàn lồng chim. Tôi chụp ảnh với lồng chim hả chị? Vâng. Toàn lồng chim, họ mi, có loại đủ các loại lồng chim. Chim nào cũng có. Chim nào cũng có. Thế thôi, kiếm 4 lít thôi. Nhiều làm gì? Thế thôi, về để cách chăm về nhà. Đi sâu vào trong này là anh em mang chim ra chơi rất là đông. Bên này để bán lồng, đủ các loại lồng nhé, lồng và phụ kiện. Đấy.
đâu à, chưa chuyển chuyện à. Nhìn đây có dòng hút mật trà mào và hai con tiểu mi này. Chuyển chuyện, chuyển chuyện đây phải không hả? À, anh chuyển chuyện đây phải không? Anh Trung chuyển chuyện tiểu mi hả? Đấy. Đây trong này bên kia anh em chơi chim này khá là đông này. Đây, đây có mấy con trà mào này các bạn này. Trà mào ở đây thì những con này tầm 200-300 nghìn một con nhé các bạn nhé. Con này đẹp phết này. Đây có ba con trà mào khá là đẹp. Chợ này chủ yếu toàn trà mào nhiều. Ngó lên đây tí xem nào. Ở trên này cũng trà mào mùi bẫy. Đấy, mấy con. Đấy, bên trên kia thì anh em chăm chim khá là nhiều nha, mà lên bên trên kia để anh em ra chiêm ngưỡng xem là trên này có chim gì nhiều. Đấy, ra lâu chưa anh Giang? Lâu à? À, hôm nay đông nhở? Chả hôm nay đông phết nhở? Bây giờ khuyên nó nhiều ấy. Đây con này này. Đấy, con đây nhảy nhảy kìa. Đây có mấy con đẹp. Đừng cho vào, chú nó sợ. Không bắt được nó. Con ở dưới sạt kìa. Con họa to kìa. Đồng làng con tôi không góc kìa. Màu. Đấy, con này màu của mình phải không? Vâng. Yeah, hôm nào mang ra một lần rồi nhỉ? Đẹp chứ. Chưa được hả? Này không bắt to. Để ăn. Anh Giang hôm nay mang chờ lửa không? Quả có tướng Nguyên vàng ống. Dạ, em ngoài đi. Quả tiếp. Cái thằng hết đầu bằng hết, thằng hết tắt đầu bằng hết. Cái mấy cái mũ này vứt đâu. Lửa. Nghe, cầm cái gì? Một gói chè. Còn đó. Anh tao không ra mấy đi. Em để cho ông ra ba. Ui, sáng này tập trước. Bắt con nào, em bắt cho. Ngửa dám ăn luôn. Bắt con đấy này này. Con thứ hai này, con này hóc cực kỳ nhiều luôn. Con này ăn. Vâng. Chắc mấy người. Để tôi ra vào. Trả lửa nhau. Con này dáng mới đâu? Đó. Con mới trong đây. Đây. À, cứ để con này. Ừ. Đấy, anh em hôm nay đông ra khá là đông. Em mang cả cái ấy cả bấy à? Con này
chưa thuận lắm. Chưa vào gần quán nữa. Có thể bé nhỉ? Con này thấy bảo khó bảo cáo lắm đấy. Rửa. Sao đen không? Sao đen? Chắc chẳng sao màu vàng. Hả? Còn biết nói đấy. Biết nói nhưng mà phải nuôi lâu. Nói biết hát. Vừa mua à? Bao nhiêu? Sao chứ 2-300 là cùng 300 thôi mà đúng không? Mua ở chỗ lực kia 200-300 thôi mà. Hôm nọ em nuôi một con về qua một đêm sớm chớp phát hồng sào chết luôn. Đến gửi cho ấy. Nó giật mình. Nó kỵ à? Nó giật mình. Kỵ sao ấy? Nói chung là chợ chim ở đây thì được cái địa điểm khá là rộng. Địa điểm thì khá là rộng nhưng mà nó không bằng phẳng. Cho nên là anh em cứ để chim mỗi một địa điểm để vài con chim. Chào Mào đấy. Lồng này là lồng nuôi con gì hả ông? Hả? Chim gì cũng được. Chim gì cũng được nhỉ? Nhưng mà nó phù hợp với con chim gì chứ? Chà Mào. Chà Mào á? Cu. Mấy này là chà Mào hết rồi đúng không? Đấy, đây là những cái lồng gỗ, là gỗ gỗ móc, gỗ cực tốt. Gỗ móc này bền lắm. Mỗi lồng này tầm khoảng 400-500 nghìn một cái. Nắng thế nhỉ? Trời, nắng thế. Phạm My, bán hôm đó đấy phải không? Một em Phạm My. Cú non. Lấy con làm chăm sóc một con lẻ này thì biết ăn rồi. Con này đây. Cú non. Con nói của nó con được con cái không? Đấy ngồi rồi. Bên kia thì bán khá là nhiều loại chim này này. Hả? Không có gà ra chợ. Gà thì cháu đi mua. Không có gà ra chợ. Như nào? Bán nhé. Bán à. Đây thì bán à. Đấy. Đại ca mua rất nhiều ấy nhỉ? À. Chơi hoa chơi cái cảnh chim cò đủ hết. Cái gì chơi tí. Đây bên này bán hoa này, đấy, hoa này, lồng này. Đây đây mà anh cũng bán khá nhiều lồng này anh em. Vâng. Lồng. Tân Kiên. Tân Kiên à? Đúng rồi. Bác Sơn ơi, bán con gì? Bán hai con mèo. Đấy. Bên này là tiệm chim của anh Lực này. Khá nhiều dòng loài chim này. Đấy. Chà lửa, khuyên, sáo này. Hét đầu bạc này. Đây, đây có một con chà lửa khá là đẹp. Chà lửa. Thật nói anh nhỉ?
đấy. Chim khuyên đây, đây rất nhiều chim khuyên đây. Khuyên, chà lửa, chà than. Đấy có. Về tắm rửa ra hót đúng tốt. Hét xoan đổ bạc các bạn này. Một con chào vào lửa. Đây là chào vào lửa đây. 6. Nó hót mình chơi, nó chơi hót mình còn quan trọng gì đâu. Sao lại nó thắng 7 lâu xong rồi lại đẹp ngay đi đâu. Con chơi hót. Chào vào. Con lửa đang đẹp này. Cái dòng hút mật đây này, đây là hút mật. Hút mật. Chè than này. Bên này thì có này chứ là đây là chè than non nha anh than non nhỉ anh ơi. Chè than non này. Mú sắt với lâm. Than non. Đấy, bên này thì cũng bán lồng rất là nhiều nhé. Đủ có lại lồng nhé. Lồng bấy, lồng họa mi. Lồng. Thư dạo này còn đi bấy không Thư? Thì ngáo đi à? Đi mua lồng bấy à? Cái này lồng này bao nhiêu tiền? 250. Thế hôm nọ thấy thằng ấy bảo là đi làm rồi. Chán bấy rồi. Nguyên vuông. Vẫn đi làm mà. Vẫn đi làm nhờ. Hoàng ở nhà đấy đi. Vợ chú em vẫn có cho màu chứ nhỉ? Đi xa mới có đúng không? Gần nhà thì Hoàng vẫn bay về. Gần nhà vẫn bay về. Đấy, chợ chim khá là rộng, thoải mái anh em bán chim ra chơi nhiều. Đây có 3 cái lồng này, chim chưa thấy mở. Cái van như thế là còn bị hỏng á, hỏng luôn. Lộc chiến. Hôm nay mang 2 con ra trên chơi. Bán một con này à? Bán đâu, một con gửi trên này đây. À, còn con này thôi. Này là đòi 8 lít đấy phải không? 8 lít đấy. 2-3 tháng. Bên này của ai? Không biết được không? Chim bở. 3 tháng nè. Đây, gửi con này. Con này con mã trắng lên. Mã trắng lên. Cái này bán mấy lít? 6 lít. 600 cả. Tháng này có vẻ đông hơn thì giờ. Hôm nay chợ chim khá là đông. Tháng này đông.